Hello tất cả mọi người, hôm nay Bá Đạo sẽ hướng dẫn cho mọi người một tính từ tiếng Anh rất là thú vị. Khi mọi người nói về tính quan trọng thì mọi người sử dụng tính từ important. Khi mình nói về sự cần thiết thì mình lại dùng là từ necessary hoặc là từ essential. Nhưng khi mình muốn nói một cái từ mà nó vừa là quan trọng mà vừa là cần thiết thì chúng ta sẽ sử dụng là tính từ nào? Đó là một tính từ rất là hay trong tiếng Anh, indispensable. Indispensable thì nó có nghĩa là vừa quan trọng mà vừa cần thiết, và chúng ta có thể dịch nó là vô cùng quan trọng hoặc là không thể thiếu được. Ví dụ như là chúng ta nói là không khí, nước và thức ăn là rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của con người, thì mình có thể sử dụng là air, food and water are indispensable to human life. Ok, thì cho em hết không?